Vâng, người đó xin mến chào tất cả bác nhá, và tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì cũng rất là lâu rồi em mới làm clip thanh lý hàng nâng cấp cái hàng, thì chính vì cả một tuần rồi mình cũng làm clip thanh lý nên số lượng hàng mà thâu ấy là nhiều. Trong clip này mình chỉ quay một nửa thôi nhá, nửa lượng hàng em để tại đây, một nửa thôi, thì trong clip này đa số là loa các thiết bị dàn thôi các bạn. Còn ở clip sau thì em sẽ quay những con đẩy biết em thâu của khách hàng nâng cấp lên, nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Euro nhé. Và báo cáo với thì hôm nay các bác nào có thể săn hàng những cặp loa ngon bổ rẻ, trong đó có những cặp loa em thâu của khách hàng một mấy toàn loa zin nhá, và có những cặp loa là em lẻ 1-2 đôi em bán rẻ cho anh em chơi nốt, nghe hết dọn kho bán nốt là zin xịn đẹp cho bác chơi. Những cặp loa chất bắt 25 bắt 30 đó nhá. Nhưng mà những dòng này là đa số lúc này là toàn là dòng karaoke, những dòng full cho bác chơi từ không gian từ 20, 25 và 30, 35 m² ạ. Thì em sẽ quay những dòng loa to đầu tiên nhé. Em ơi, ở kia xem anh em bốc hàng không, chưa thì bảo một người về đây còn lắp loa qua, dựng loa qua vào nhá. Thì đầu tiên là em sẽ quay đến đôi loa Fren này, Rafael bass 25, tiến anh quay người hậu vậy. Các bác lưu ý nhá, gọi em qua các số, đừng nhắn tin, cố gắng gọi điện, các chốt hàng thì cố gắng gọi điện cho em, đừng nhắn tin. Gọi hai số trên nhá, số này số cơ sở 2 đừng gọi, tại vì em đang quay ngoài Bắc mà. Chúng mình đang quay ngoài Bắc thôi nhá. Đây là quay hậu thôi. Đầu tiên thì nhắc hiệu đi. Là đôi loa Fren bác nhá. Fren. Đây cái đôi này thì em về lô là mấy chục đôi bán hết rồi. Thì em còn một đôi bán rẻ để tương tác cho anh em bán hòa gốc luôn. Để tương tác. Đôi này thì zin đẹp xuất sắc luôn các bạn. Hàng em ngồi đây, có nhìn. Nguyên dây ghim nhá. Nguyên dây ghim của trời này. Mối hàn bấm quyên này. Quá quen thuộc các bác đúng không? Em là kênh, em làm kênh có thể nói là trên trường bán hàng bãi. Em làm một kênh là review chi tiết nhất, nhà có thể có cái họ review nhưng họ chỉ là bát từ bao nhiêu, tép đẹp đến đâu thôi, chứ họ không bao chỉ những điểm zin. Đây hàng zin bác để nó cái khuyên bấm này. Rút ra rồi làm lại như này không làm nổi vì là khuyên nó bấm xong lại đổ keo nữa. Bác rút ra rồi keo nó mất. Hoặc là rút ra rồi gập lại khuyên này rất là khó, không làm được, đúng nhá. Cặp loa Fren bass 25 đôi này thì tiếng cực kỳ hay rồi. Với giá mà em chào đây thì nó thật sự 4,8 triệu thôi. Bình thường đang bán là 6,6 triệu, các bác check trên YouTube trên trường toàn bán 6,6 triệu thôi. Đấy, hôm trước em về em bán thì hôm nay còn lẻ đôi bán nốt hòa gốc cho anh em chơi 4,8 triệu bác nhá. Loa Fren bass 25. Sử dụng bát chép của Fren luôn. Con này thì tiếng rất là hay rồi. Em bao hay luôn nhá, kẻ thanh lý này em nói luôn, đôi này em bán con này nhá. Không hay trả lại em luôn, thông là thoải mái luôn. Vì nó qua chất lượng. Đôi của Fren mà chơi không biết rồi. Nhớ cho anh, nhớ cái bát làm tí. Còn đối dòng này bác biết rồi, nó sử dụng 2 phân tần. Các bác xem một clip trước em với rồi. Đấy bác ạ. Sử dụng 2 phân tần nhá. Cực gấu luôn. 4,8 triệu anh em nhanh tay nhá, sử dụng toàn hàng xịn. Thì là bằng tất cả ở đây là bác ý này. Hoặc là bằng thủ công bằng tay hết và các tụ toàn tụ lớn thôi. Toàn tụ to chà bá và chở toàn chở nhôm nhá. Chở của nó Lado này. Lado này. Chở nhôm Lado này. Cảm lớn này. Nghe nó sử dụng 2 phân tần. Cái quả phân tần nó nhìn như là bác nhìn giống như một cái dây bảng mạch điện. Khủng khiếp không? Dây nó làm này. Ngầu không? Như một quản lý nguồn luôn. Một dây phân tần cho nó bắt, một phân tần cho nó chép, rất là gấu. 2 phân tần. Ok. Hàng em bao zin, bao xịn, bao đẹp nhá. Đôi này kiểu là lẻ mã thôi. Bán lốt. Bao zin, bao xịn, bao đẹp luôn. Ok chưa? Giá này em bán lại cửa hàng không ship đâu. Đấy, nói rõ luôn. Rồi, tiến vào ra đi. Bỏ tạm ra. Cứ thẳng ngoài cũng được kìa. Chỉ có ông này đúng không nè. Tiếp theo nữa là đôi loa DK. Đôi loa DK. RDK rất đẹp nhá. Bích từ em hôm nay có 3 đôi, 2 đôi bích từ trắng và 1 đôi bích từ đen. Thì hàng này đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái DK này nhá. Quên chưa ghi giá. Ghi giá vào đây. Quên nhìn 4,8 triệu. Đôi từ bích từ trắng là 4,6 triệu. Đôi 4,8 triệu, đôi từ trắng 4,6 triệu. Các bác gọi số nhá. Đôi này gọi đôi số 3
Em có mã thí sinh là số 3. DKKH10 cho anh Vân Hậu nè. DKKH10, KH10 thì nó có hai phiên bản, còn dòng là tem neo anh nhá. Có hai phiên bản. Các bác mua đôi này thị trường đang 6,5-7 triệu. Thì đôi này em thầu khách hàng, ngân hàng em trước em bán được chú ý là bán là 6 triệu. Thì nay em thâu lại bán là 4,8 triệu nhá. 4,8 triệu này. Chỉ hao mất hơn 1 triệu thôi. Còn các chỗ khác bán giá cao hơn, toàn hơn 7 triệu thôi. Các bác chơi hàng thanh lý này, mai các bác đổi sang cái đôi nào đẹp đẹp nhé, em về hàng mới bán bình thường, thoải mái luôn, chả hao bao nhiêu cả, hao 100-200. Hàng zin đét nữa, đẹp luôn, đôi thì đẹp rồi. Đẹp tem neo bác nhá, DK tem neo KH10, mã số là mã số 3, bác gọi theo số cho em nhá, vì nó có 3 đôi. Mã số 3, 4,8 triệu. Ghi cho anh con kia là 4 triệu, không đây. Cái này thì đôi này nó đẹp hơn nên là em bán giá nó cao hơn một tí, nhập nó cũng cao hơn mà. Nó thật sự em nhập đôi này là 4,7 triệu rồi. 4,7 triệu nhá. 4,8 triệu em có cộng 100.000, tại vì là khi bán cho các bác em bọc xốp xiếc các thứ nên không đây này bác nhá. Thì đôi đẹp lắm. 4,6 triệu. Cứ biết thì trắng. Zin đét luôn nhá. Nó cái giá này nói chung là các anh em nhập chẳng có giá này. Rất dễ. Anh em thợ để nhập trực tiếp luôn, không có giá này đâu. Nhập đánh hàng bãi về các bạn, không có giá này luôn ấy. Đừng nói chuyện bảo là bán thành lý. 4,8 triệu nhá, số 3. Đẹp xuất sắc luôn, đây là cái bẩn thôi tí nào, có đôi đẹp lắm. Đẹp thì nó được giá hơn. Và chúng em thâu cũng vậy, đẹp thì được giá hơn. Còn đôi này thì nó về bản chất nó vẫn là đẹp, nhưng kiểu là nó bích từ trắng thì cái vết này nó vết kiểu vết từ bích từ nhôm nó thì ngoài ấy, cái mặt mạ này. Nó hơi xi một tí, hơi xi từ nhẹ tí thôi. Đấy. Hai đôi này đều là 4,6 triệu, cũng zin luôn nhá. Cho em đều thầu của khách hết. Ghi giá chưa? Giá đổi. Trên đây. Giá đây. Tem neo nhá, 4,6 triệu đó nhá. 4,6 triệu hàng zin luôn bác nhá. Hàng zin, nhưng con này là vì là kiểu là cái mua cái dây ấy. Cái dây chuyển về nó hơi đứt thì em hàn lại thì em hàn nó không khéo thì nó cũng đẹp lắm thôi. Hàng bao zin bao xịn nhá. À nó đẹp và mối to, không như con vừa nãy. Đây mối nguyên nó này, nhiều đẹp này. Còn mình hàn thì nó cũng đẹp. Mấy cái dây này về kiểu cái dây nó quận quận này, nó gần đứt cái đất là cái đồng ấy, nó còn dính được ít nên em phải cắt ra. Em hàn cho các bác này. Hàn để nó chắc chắn hơn. Vì cái bát chép này nó không bằng cài, nó bằng hàn. Hai đôi này mã sinh số 2 là 4,6 triệu nhá. Tem neo nhá. Bèo. Nhập cũng chả gió này nó thẳng luôn. Thợ mua về là có công chứ không phải đây là bán giá thợ luôn, công luôn nha. Anh em thợ nếu mà nhập đôi này vào nó phải 5,1 triệu. Đấy nó chia sẻ thật. Em về em bán thì giá lên quanh 6 triệu. Đấy. Một đôi loa lại 7-800. Chia sẻ luôn. Thì mình mới công mông má nữa, tính ra trừ tiền sơn chiếc công cáng đi lại vài trăm nghìn đôi loa thôi. Còn một số đơn vị thì họ nhập lại có để bán đội lên khoảng 7 triệu, 6,5-7 triệu đó. Thì đôi này là hàng bao zin bao xịn nhá. Thì sắt xử xi số mã số 2 đây. Rồi anh cái từ lên. Rồi anh bán lên. Zin đen luôn nhá. Rồi, để cho mỗi sắt xi nó màu trắng thì nó này đâu, để quay rõ luôn. Màu đẹp hết. Còn thùng quách nó có sức nhẹ thì em mông cho anh em, nó chủ sẽ mông cho anh các bác đẹp luôn nhá. 4,6 triệu, mã số thứ hai là 4,6 triệu. Bỏ ra đi. Bỏ ra ngoài kìa. Số 2 4,6 triệu bác nhá. Đúng rồi, neo, tem neo 4,6 triệu. Thí sinh số 3, số 1, là số 2 nhá, thí sinh số 1 này. 4,6 triệu thì đây. Nhà em quay rất rõ từng đôi nhá. Nó theo đôi, nó nhìn theo sexy. Mã số 1 này cũng 4,6 triệu nhá. Em nói 4,6 triệu nhá. Tép neo. Tép neo bắt 25, bắt em bắt 30 nhờ. Và dòng này tiếng rất là sáng. Con tần thì bọn Boca thì rất là gấu. Chứ nhiều biết. Giữ cho anh ạ. Quay trong nhà nó hơi tối thì phân tần to như một quyển vở, toàn tụ quận cảm lớn thôi. Nói chung đề phân tần Dega là phân tần gấu nhất trong phân lũ loa. Nó gấu, nó sử dụng là bóng và hệ thống tụ lọc. Vì thế dòng này nó rất chưa bao giờ trẻ em gặp trường hợp cháy chép bao giờ. Nó vào bóng hãm bác nhé. Đây bóng hãm để cho cháy, nó cháy nó chép bác nhé. Ok, 4,6 triệu nhá, mẹ sinh nhật thí sinh số 1.
chung số 1 này thì nhìn nó đẹp hơn số 2 nhỉ. Nói chung đẹp hay không thì mỗi con nó có ưu điểm, đặc điểm riêng. Thùng quách thì sơ sát nhẹ tí. Thâu lại đây và chủ chơi nó chứ. Đẹp chứ mông mái của bác bụi bẩn. Số 1 nhá, có nhá. Số 1. Cái tần rất gấu, đừng bóc số nhá, nhá. Ok. Tiếp theo đồ là Lux. Đồ là Lux. Nó dùng 2 bát. Đồ này dùng 2 bát 20 à? Đúng. Ui dồi, chắc là đợi. Bỏ vào luôn 1 bát ra. Tuột dây à? Rút rút ra. Con này 1 triệu 8 á nhá. 1 triệu trắng, đem thấy đôi này anh em bán thị trường bán rẻ nhất cũng hơn 3 triệu. Dụng 2 bát 20. Một chép. Không mở đây à? Hai mươi một chép thôi nhá. Cái này hàng còn zin chỉ có một chiếc bát ấy. Này em nghi ngờ thôi. Em với mình nghi ngờ thôi. Rồi anh hai bát cho anh xem nào. Rồi hai bát đấy. Một chiếc bát này em nghi ngờ là cảm tưởng như là nó sửa côn, nhưng em nghĩ là không phải. Đối với kinh nghiệm em nhé, em cảm thấy nghi ngờ đâu. Đây, chiếc này chính là chiếc này luôn. Cảm thấy nghi ngờ thôi, nhưng em nhìn nó kỹ lại chưa chắc đâu. Cảm tưởng như thế. Còn em đánh giá là đôi này là zin hết. Chỉ có một chiếc này, có một chiếc bát này em cảm tưởng nghi ngờ đâu. Nghi ngờ cảm tưởng nhà nhấc nhện là lại côn một tí. Nhưng chưa chắc đã phải nhé, vì nó rất còn rất đẹp. Có thể đây là bác chủ bác Hàn vào chạm đây nó bẩn. Đấy. Đẹp hết. À không, con này zin đấy. Đấy. Xem nào. Mà nhìn kỹ nào. Đưa anh cái bát kia xem nào. Đấy thì bán thằng bái này phải nhìn kỹ lắm đấy bạn. Ừ, con này đúng là sửa rồi. Con này sửa rồi. Đây, keo zin này. Keo zin này nhìn cái này chân nhấc này. Đấy. Zin này. Zin này. Zin này. Có nhá. Nhưng với kinh nghiệm em làm loa bây giờ gửi cho các bác không biết đâu, nó thật sự luôn. Là không biết đâu, nhưng mà mình bán mình nhập như nào thì mình bán thế thôi. Zin này. Có một chiếc này em nghi ngờ thì thấy nó keo nó mới mà sử dụng là cái mối hàn này nó chưa phải đạt chuẩn này. Đấy. Thì đối với mình nghi ngờ thôi, còn bản thân là đây có thể là vẫn là zin, có thể vẫn là zin nhá, có thể vẫn là zin. Thì mình nghi ngờ, nhưng người các bạn nó rất là rẻ rồi. Kể cả cái này có là sửa côn thay côn thì nó rất là rẻ, vì nó đây với tất cả màng nhá. Từ thiết có vẫn là zin mà em đang cảm tưởng nghi ngờ các nhá, nói rất rõ quan điểm luôn nhá. Mô đen đằng sau là gì? Nhưng anh bác ra thế nào? Mô đen của nó là K380 này. Mô đen là Lắc K380 này, bác gõ trên YouTube nhá. Anh em bán nhiều rồi. Em bán 1 triệu 8 nghe cùng hàng bãi mà rẻ lửa tiền rồi. Nhưng anh người này đây. Đây cái này thì thợ nhà em nó vừa làm rơi tuột mất cái chân này. Chờ em gắn lại nhá. Cái tí em sẽ gắn lại cho bác nhá. Đấy. Hồi lúc em gắn lại điểm này bác nghĩ là sửa không phải đâu. Em gắn lại keo, thợ nó vừa làm rơi. Nó khỏe hỏng mà là nó bị gãy mất điểm này thôi. Thì tí em gắn lại là bằng keo chó vào coi nhá. 1 triệu 8 đấy, vừa làm rơi đây này, vừa quay vừa hới luôn, tại vì em không chuẩn bị sẵn kịch bản rồi. 1 triệu 8 đôi phun đôi cái đôi JBL hàng Trung Quốc kìa. Bảo anh gọi xem. Đây Donoa mở cả hai rồi. Một con hay hai? Một. Nhấc nghiêng lên xem mô đen cho bác xem mô đen. Nghiêng lên. Mô đen là KI 512 nhá. Đây là hàng Trung Quốc thôi. Hàng Trung Quốc nhưng báo cáo ấy thì trên thị trường ấy, nói chung là nếu mà các bạn đấy đều hàng Trung Quốc nhưng mà nó đúng ra của nó là nhái, nó dễ. Trung Quốc loại một thôi. Thị trường em bán rất nhiều cái model này, ư made in USA nhưng không phải đâu nhá. Thì có lý cho em. Toàn là hàng Trung Quốc thôi.
mua NK512 nhá. Thì đôi này trong tình trạng này là hai chép này, mở lốt hai chép ra thì súng không nhanh lên. Đây bắt 30 nhá, hai chép này, nhà cái chép này với cả chép bên kia là bị chết, còn hai chung vẫn sống thôi nhá. Ở trên là hai chung vẫn sống, còn cái hai chép này bị chết nhá. Em bán có chữ tư thôi, chết tép em nói rõ rồi. Cái tép về anh em tự sửa vào mất là 1-200 nghìn thôi, 1-200 nghìn là cùng thôi, thành 1.6 triệu. Tôi vào bắt 30 nhá, Trung Quốc. Họ kiểu kiểu giả bãi vậy các bạn. Bắt 30. Đây một chung tép đi, chữ tư. Cái chép này bị chết này, em cứ để nguyên vậy bán giá chết thôi, có chữ tư thôi nhé. Về các bác chịu khó mang ngay sửa, sửa côn đi, mất 200 nghìn sửa. Còn em chờ, nó là hàng nhái nhưng nghĩa vụ em là hàng bao zin bao xịn là nghĩa là zin xịn là chưa sửa côn sửa gì cả, thì gọi là từ xịn là chưa sửa côn thôi nhá, chứ đừng nghĩ là hàng này hàng xịn thôi nhá. Nghĩa bao zin bao xịn là hàng chưa sửa côn thôi nhá. Còn cái này chết em vẫn để nguyên, để trách nhiệm em là bán là em chỉ bao là hai cái này là chưa sửa chữa gì cả zin thôi. Đấy. Nói rõ rồi nhá. 1.4 triệu. Còn một cái chép thì bị chết rồi. Chép chết về các bác tự sửa. Nghĩa là hai loa này là cả cái loa chép bên này chết và cái chép bên này chết, có chỉ là sống chung và bát thôi nhá. Tại vì giá hơn 1 triệu bạc bán bằng cái vỏ thùng, mua vỏ cặp vỏ thùng đã hơn 1 triệu, hơn 1 triệu. Đèn loa bắt 20 nhá. Để ẩn mà tặng vào đấy. Tiếp theo là đôi DMX. Đôi là đôi nhà Hiếu Minh em. Em còn tồn đột đôi các bạn. Đôi này nó là cái đôi cũng phải giờ hơn năm rồi vứt ngoài cửa hàng. Đợt đấy nhà em về đôi này đôi màu trắng, không sơn lại màu đen các nhá. Thì nhà em chẳng có máy sơn nên sơn bằng cái lọ sơn xịt nên nó không đẹp lắm. Nhà cái vỏ ấy. Còn các bác nhà về thanh tay nghề khéo tay nhá, khéo tay. Đây sơn nó không nhà độ đẹp thì đạt được chỉ khoảng bát tép thì không nói. Cái thùng ấy mình sơ bọn em không khéo thì nghe chỉ bao không vỡ không bể thôi đúng không ạ? Thôi kéo thì sơn bằng cái lớp sơn xịt thôi thì bác nhìn nó rất dễ bong, cái lớp ra thì còn một trắng này dạng là dễ bong. Nghe cái sọ sơn xịt nhà em thì còn xịt bằng tay thôi, nghe một lớp sơn rất mỏng, còn trường hợp bác xịt bằng máy bác tạo được một lớp sần nó rất là dày, nó che nó đẹp hơn rất nhiều. Bác nào làm thợ mộc thì bác về mua về bỏ thêm 100-150 cái sang cái bên chỗ cạnh người ta làm thợ mộc bác sơn lại, bởi em bán ở đây bán cắt lỗ một tí nhá. Vì đôi chân sang nó từ cắt lỗ. Vì đôi này là đôi S12 quay anh phía sau hộ ấy. Hàng cửa hàng nhà em, đôi nhà em luôn, rõ luôn, bao zin bao xịn luôn, bao đẹp luôn, chỉ có thùng là đấy nó rõ màu trắng đi, nó sơn thì sơn nó cũng đẹp thôi, nó cũng đẹp, về đằng nào có sơn lại. Bộ đen là KS12 nhá, KS12 công suất là 300 ở nội trợ 8 ohm. Thì con này tại sao giá em bán là 8.5 triệu nhá, các bác đụng đến những đôi này bán thị trường nó rơi 10.5 triệu, 11 triệu ấy. Và từ xưa nay em bán đều vậy. Nào nhấc lên, nhấc cái chép này lên này. Vì bác biết tại sao không? Vì nó sẽ sống chép neo này. Chép neo thì không ai bán dưới 10 triệu cả các bác nhá. Để nó rõ luôn. Đấy. Và sống chép neo nhá. Cái chép neo chép của nó chép của RCF luôn nhá. Các bác gõ cái đời này, đời chép của nó chép RCF luôn nhá. Chép neo. Thì công ty DMX nó thương hiệu của Ý. Thương hiệu của Ý, rất là China. Đôi DMX này thì đấy, còn đôi bán rẻ cho các bác về anh em bỏ thêm 150-200 sơn ở thùng thì thành đôi đẹp luôn. Căng ở đâu? Đấy, căng còn rất đẹp luôn đấy nhá. Nhà nguyên bản nó màu trắng, em nhà em sơn lại thành đen nhưng mà sơn nó không khéo đâu. Hàng bao zin bao xịn luôn nhá. Bao zin bao xịn bao đẹp, nhà bao zin bao xịn là bát chép đẹp, phân tần đẹp. Cái thùng này mình sơn nó không đẹp lắm. Chúng về có thể em mông lại các bác về bác kiếm mới dùng, còn các bác muốn cái lớp sần nó đẹp hơn nghe chiều nhưng bên này em phải mông cho anh em, nhưng các bác muốn lớp cái lớp sần nó đẹp hơn thì anh em có thể là về thuê thợ ở cái chỗ đấy là mộc sơn lại nó đẹp hơn. Còn hàng thì đẹp xuất sắc rồi, zin KS12 nhá, mua đèn KS12 của DMX tự do Siva nhá, giá 8.5 triệu. Bán cắt lỗ một tí cho các bác chơi. Em neo. Rồi.
Đôi này đánh vài sự kiện thì tuyệt vời, đến chuyện lời quá tuyển địch luôn. Tiếp theo nữa là một đôi loa đến từ thiệu của Đức. Đến từ thiệu Đức. Rồi xoay nhấc hàng hậu lên. Đôi đẹp luôn, xuất sắc luôn nhé. FBD PR12. Thì lại thu một nữa và đôi nữa của bác chủ bác ở bên phòng hát ở Hưng Yên ấy. Anh chủ này anh toàn ra bên em đổi rất nhiều đồ rồi, anh đổi sang một phát đổi 4-5 cặp loa PV rồi. Anh hôm trước thanh lý BB các thứ ấy, hôm trước em bán ấy ở clip trước thì nay em thu một đôi FBD PR12 hàng còn zin đúng nhá. Hàng còn zin. Thì con này với con B3 nó là một đúng nhá. FBD này với B3 nó là một, nó sử dụng bát chép y xì như B3, nó tính năng con này nó giống như con B3 G212. Thì đồ bác các mua đôi này thị trường giá đâu đó khoảng trên 8 triệu, 8,5 triệu gì đấy. Thì em thâu này, thâu lại được đôi giá nó êm hơn được hơn 2 triệu, cùng là hàng vãi và cùng là hàng đẹp này. Giá là 6,2 triệu đúng nhá. 6,2 triệu hàng Zindex lật bát lên. Có chơi ở những không gian thì 20, 25, 30 mét vuông tuyệt vời, ghép bộ tầm hơn chục triệu đôi này tuyệt đỉnh. Zindex nhá, nguyên khuyên bấm này và căng co này đấy. Và phân tần rất gấu luôn nhá. Phân tần thì đối với dòng này nó y xì như B3 luôn, nhưng muốn tuần là nó cái vỉ phíp của nó ấy, là vỉ phíp màu xanh vì nó cùng thương hiệu đấy mà. Nó với B3 là một, nó kiểu là khác một tí lắp ráp thôi. Còn bát chép là súng bát chép của B3 luôn, chép của CNC thôi nhá. Rất gấu luôn nhá. Đây này. Đấy. Hàng đẹp nhá, đôi này đẹp xuất sắc rồi. 6,2 triệu. Và tiếp theo nữa là đôi loa. Đôi loa đến từ thương hiệu Đài Loan, thương hiệu Đài Loan. KP612 bác nhá. Đôi loa này là Huawei. Hôm qua em quay rồi đấy. Công suất đạt đỉnh của nó 700 bác nhá. Đôi thì đẹp xuất sắc luôn, màu trắng nhưng đẹp xuất sắc luôn, không phải vệ sinh, không phải tự tát gì cả. Chỉ có lọng với lau chùi bán cho bác thôi. Căng để nguyên. Trắng chẻo đẹp luôn. 6,8 triệu bác nhá. Trước khi 6,8 triệu thì bác có được cái gì? Con này nó thực sự còn hay hơn đôi này bên cạnh này. Em mà hôm qua bán xả hết rồi, rồi còn một đôi bán nốt cho bác để tương tác cho anh em chơi. Thì số lượng về ít quá. Bác nhìn thấy gì chưa ạ? Chép neo bác nhá. Bác nhìn ạ. Chép neo. Driver chép neo cực kỳ ngầu luôn nhá. Bát lật bát lên. Bát sử bát bích từ trắng nhá. Kéo gãy rồi. Rồi. Bác có thấy đôi loa nào thị trường bán hơn 6 triệu mà được tem neo không mờ có không? Để bắt 30 nhá. Bắt 30. Pick ánh 10 màu 6,8 triệu đồng. Tiếng con này rất là ok, rất là hay luôn. Các bác chơi xem clip trước em review. Đấy, Huawei. Xuất 400W này. Nên chép nó hoạt động khoảng độ 660, con này là 450W. Để đánh được con này thì bác phải chơi cho em là có đẩy bác này, côn này. Côn con này trùng côn là côn côn dòng này nó y xì như B3 ấy, là côn côn gì à? Bọn em gọi là côn gì nhỉ? Cái keo lến, bọn em gọi là keo lến bác này, rất là dày. Con keo lến này. Cái nội dần dầu 2 lớp. Tem neo 6,8 triệu đồng. Đánh đôi này thì không gian rộng nhau nhá. Vì neo đánh không gian rộng. Phân tần rất gấu luôn luôn nhá. Huawei. 6,8 triệu. Đấy, hết loa rồi nhá. Quay dòng cửa loa cho dòng cùng rồi. Tiếp theo trang thiết bị. Đây là cái nào. Bỏ cho anh nha. Bỏ cái bài bỏ ở à đây đồ cây đun đưa con lọc. Tiếp theo em có một con lọc nhá, lọc Wacfarden. Nó lọc bãi xịn luôn nhá, Q215. Vì con này nguyên tem nên lóp móc cái nắp này em vẫn để nguyên luôn nhá. Nên em không lắn cho bác đâu, vì 900 ngàn đồng. Thực ra con này ấy là em với Minh ấy là hôm trước bán rồi, xong bác chủ bác về. Bác ghép nhà bác về bác muốn sử dụng cái Bluetooth ở trên con vang ấy thì bác cứ ghép con lọc sau thì zit mic đấy, bác thử ngồi xa và nên là bác sau bác vừa dùng được hôm bác không sao bác gửi ra em bác cái
bác đổi sang bộ mic. Đấy, rất nhiều bác hỏi con này, con này tiếng rất hay rồi. Vì là bác ý lại thích dùng Bluetooth trên con vang. Đấy, em bảo ghép con này trước thì chắc chỉnh vần nhạc rất là hay, nhưng mà bác còn sử dụng Bluetooth nữa nên là bác ý bỏ luôn con này. Thì bác bỏ con này. Bởi em quay lại, con này quay lại nhé. Còn hôm trước rất nhiều bác hỏi thì hôm nay em quay lại. Hàng nguyên đai nguyên tem ấy nhá. Mua của Michael, con này con lọc bãi nhá. Lọc bãi nhá. Vẫn nguyên tem bên nhà bán, em định nắn cho bác lắp này nhưng mà vì là hàng nguyên tem nên em không nắn thôi nhá. Khách chủ gửi cho em là nó hơi móp lắp tí 900k, giữ giữ nghiêng nha. Lọc bãi của bác Faden nhá. Mã này Q215, có thể tiếng rất là hay. Rồi ok. Tiếp theo nữa là con micro đời đầu nhá. Các bác thì micro đời đầu thì tiếng ok, rất ok luôn. UGX9 à, UGX8. Tại sao đời đầu vẫn còn giá nó? Vì tiếng mic nó rất là dày. Nó ngang ngửa những bộ 3-4 triệu bây giờ. Một tay mic chủ dùng còn rất đẹp. Đưa vỏ tay đây. Đời đầu này bác nhìn này. Cái vỏ rất là dày đấy nhá. Đời đầu ấy, cái vỏ nó cực kỳ dày luôn nhá. Nó dày. Cái sơn nó bóng, nó dày. Bác thấy không? Đời đầu UX8 này. Bác giữ bộ này rất đẹp luôn nên nó cũng được giá hơn. Bộ xấu hơn thì sẽ trừ đi mất vài trăm. Bộ này rất đẹp, 900.000 đồng, 900.000 đồng nhá. Bộ này tiếng hay, nó ngang ngửa với bộ mic 4 triệu bây giờ đó nhá. Nó rất rõ luôn quan điểm nhá. Vì đây đời đầu nó khác với những bộ xua nhái bây giờ mua mới 6-7 triệu thì đấy, nhưng mà tiếng mic nó kém lắm, nó không như bộ đời đầu ở đâu. Đầu này tiếng mic gọi mình tiếng mic xịn luôn đấy. Còn xua này xua lại một thôi. Xua 18 đời đầu. Đó nhá. 900k. Tiếp theo nữa là chiếc quản lý nguồn. Chính hãng mới tinh. Đây này em mở sẵn ruột cho bác chơi. Thiếu ấy thì nói quản lý nguồn bên em là vô địch về giá cũng như chất lượng. Như thì quản lý nguồn là thiết bị không thể thiếu những vô dàn gia đình, sự kiện, phòng hát. Là các bác không thể thiếu được các bạn ạ. Các lắp quản lý nguồn là tác dụng của nó là thứ nhất là bảo vệ cho chính bản thân bộ dàn của bác. Cái thứ hai là tình trạng sét đánh, chập điện thì nó sẽ có automat nhảy này. Và con này nhá, có automat này, có tắc tắt bắt từng cổng này, có mình led lớn này, có 10 cổng thôi nhá. Và cái này thì có lọc điện. Một sản phẩm chính hãng thì giá 1.250.000 đồng nhá. Em hỗ trợ bao ship 1.250.000 đồng, hỗ trợ bao ship. Thì các lý nhanh nhớ lưu ý cho em. Và các lưu một con quản lý nguồn chất ấy, thì bác lý cho em này. Trên trường có rất nhiều mẫu quản lý nguồn. Nhưng khi một con quần nó kém, các nhìn này, thì các linh kiện nó sẽ có màu sắc nét và cái dây dợ nó sẽ là hàn, nó không được như kiểu cắm cáp này đâu. Đấy, một chất em zoom lên nó xem này. Thì có linh kiện này. Các mẫu này trên trường anh em đang bán giá khoảng 1.8-1.9 triệu nhá. Và có những mã anh em bán 1.6-1.7 triệu, không dám mở ruột vì nó không có lọc như này đâu. Vì tại sao em tự tin nói như vậy thì báo cáo ấy, thì nếu nó còn những nguồn là mỗi một model em nhập về vài em chiếc một nên giá em bán rất là tốt các bác ạ. Cầu liên hệ nhé. Giá 1.250.000. Đây quận lọc nó đây ạ. Em quay cho bác. Súng 2 tầng lọc nhá. 2 tụ lọc này. 1 cuộn cảm lọc này. Đấy. Dây này. Em quay cho bác tổng thể tất cả các hết 100% đối với model này bác mua nhiều nhé, bác biết rồi. MBS 600 Pro nhá. Mua nhiều em bán hàng ngàn trước rồi, các bác biết rồi. Phải review nhiều. Hôm nay em sell anh em chơi trong clip này thôi. 1.250.000 bao ship coi nhé. Ok. Clip. Tiếp theo nữa là chiếc vang. Chiếc vang hàng lướt, nhưng hàng lướt thì bác chủ chơi rồi nhưng lướt, nhưng mà bác chủ để nhà nó bụi nhiều, bụi mấy cái bụi sơn bán vào bác này. Hàng mua nhà em. Bụi sơn bác nhìn lên quay rõ nhé. Hàng này vẫn bảo hành 2 năm như bình thường nhé. Gutin KM5FX Badalus luôn nhé. Trong này thì tiếng rất là hay, đang vân cơ lai số. Đấy, giá 1.8 triệu nhé. Mua góc mua hàng lướt này. Cái bản mới này có Bluetooth cổng quang có thấy không ạ? Bản mới nhé, nó mới ra 2023 có Bluetooth cổng quang nhé. Giá 1.8 triệu bác nhé. 1.8 triệu đồng. Nhưng nhu cầu nhanh tay. Gutin Belut K15MX. Rồi ok. Tiếp theo nữa là một chiếc vang. Đây, chủ gửi cho em này. Hộp jack.
Thật sự nhiều bác rồi mua dùng lướt thì cũng được thôi, nhưng cố gắng nó gửi cho em ấy. Thì bọc cho em vào, gửi cho em. Đấy, cái hộp. Đấy, cái hộp. Hộp nát. Thả bác về bác dùng lướt nhẹ tí thì nó sơ nhẹ tí điểm này. Còn hàng này hàng nhẹ em. Đấy, con lướt này thì bản này bản mới. Đó, bản mới là DBL Tigma S690. Thì em mà các mua cái hàng lướt này rẻ hơn được hơn 1 triệu thôi các bạn. Em nhanh tay nhé, 4,2 triệu. Bình thường bán là giá 5,5 triệu. Chưa kích hoạt rồi nhá, chưa kích hoạt. Thật mới hơn thì cái này vẫn bảo hành 2 năm bình thường thôi, vì nó hàng lướt các chủ dùng được chắc tháng trời hay gọi là vài tuần thôi. Bác đổi sang S800. Sau bác chán bác đổi sang S800. Cao cấp hơn thì em thâu lại cho anh ấy. Thì thâu em trừ mất 1 triệu đồng. Mua hàng lướt này dùng chủ dùng nó như mới luôn mà nhá, không bụi bặm gì đâu ạ. Thì các là tủ như mới luôn, không bụi bặm. Chứ hộp gửi cho em nó hơi nát thôi, các góc hộp tí thôi. Giá 4,2 triệu bác nhá. DBS690 Pro bác nhá. Anh em săn con này tuyệt vời, con này tiếng rất là hay luôn. Thường chip analog device 21571 là chip mạnh nhất bây giờ, không có chip nào mạnh hơn cả. Và con này rất là rất dễ sử dụng, chỉnh cơ được, chỉnh số cũng được bác nhá. Các bác chơi con này bác biết rồi. Anh em sự kiện rất thích con này. Mà nếu gia đình hát con này thì tuyệt vời quá. Tiếp theo nữa là con quản lý nguồn Adni, hàng mới tinh đập hộp. Mã này nhà em còn tồn 2 chiếc, bán nốt, lấy vốn về. Hàng mới đập hộp nhá. Hôm trước tưởng hết hàng rồi, nọc mã như là người ta vẫn còn 2 con Adli này. Chính hãng nhá, P15 này. Giá 1,050 bao ship cho anh em nhá. Giá 1,050 bao ship cho các bác nhá. Adni P15 giá 1,050 bao ship cho các bác. Quản lý nguồn nhá, chính hãng của Adni. Bác nhìn đẹp không? Nếu nó còn người bác thấy kênh nào cứ bán em tầm 1 triệu hơn 1 triệu như em không có đâu ạ. Cái mẫu này đang bán mới là 1,7 triệu. Em bán lốt lấy gốc về lấy tiền về thôi. 1,050 bao ship lấy tiền vốn về thôi. Thì lẻ 1-2 con bỏ bán. Tiếp theo con vang nhá, con vang này vang bãi. Mango MP18 SD và SDP. Và vang cơ là số nhá, cơ là số. Con này đang bị lỗi các bạn. Ở đây. Cơ là số bác nhìn sau này. Con này bị lỗi nhá. Lỗi thì hàng bên em chỉ bao là bao zin, chưa sửa chữa gì. Zin về anh em con này xử lý dễ. Nói chung là em test lỗi này em thấy xử lý dễ, nó bị lỗi cổng thôi. Lỗi cổng súp không có tín hiệu này. Cổng MR thì tín hiệu nhỏ. Con này có 6 cổng thì trong đó vẫn sử dụng 2 cổng bình thường. Nha các bác nhá. MR à? 2 cổng này tín hiệu nhỏ này. Đấy, và cổng súp tín hiệu nhỏ. Kỳ bác sử dụng cổng SRN này là cổng bình thường và cổng center bình thường. Nhưng mà có thể nó hỏng chân thôi. Hỏng chân hoặc cái con giảm áp đây thôi. Về anh em có thể thay tùy cơ lai số bằng bãi bán bằng xác này. Ở trong in nó bình thường chỉ có mỗi 3 cổng đấy thôi. Em thấy duy rất rõ lỗi nhá, có 550k thôi, nhập lại khách 550.000 cơ lai số về bỏ ra 150.000 tiền sửa là ok. Sửa nó sửa lỗi nhẹ, nó không liên quan xử lý chip gì cả nên là gọi là lỗi nhẹ được. Tiếp theo nữa là chiếc micro hàng lướt. Hàng lướt đó nhá, hàng lướt bác chủ hàng siêu lướt đây, gọi bộ siêu lướt luôn chứ không phải. Bác nhìn như mới em đây, hàng nhà em đến dán tem chủ cho cái hoạt tay xưa à? Tay đây gì vườn tay chơi lướt tay thế này không, nếu bác chủ dùng thì nó ngấn đây thôi. Đây đẹp không, đẹp, nói chung là độ đẹp, hàng siêu lướt luôn, lâu lắm mới theo bộ này. 3,5 triệu nhá, này số của chủ luôn, em nghĩ số 0977 47 357 375. Giá 3,5 triệu thôi nhá. Anh ấy đổi lên bộ mic 750 anh đi sự kiện được rồi, như hàng lướt như mới bảo hành 2 năm. 3,5 triệu DB550 Plus nhá có nhá. Ok, thỉnh thoảng thôi con hàng lướt này giá êm hơn 1 triệu có chơi. Tiếp theo nữa là bộ micro
Đây là hàng hàng dùng rồi nhá, dùng được 8-9 tháng, 9-10 tháng. Bộ này chị trường đang bán mới. Đang bán mới nhá, hàng chưa bóc siêu này. Red K18 nhá, đây bộ mic bóng đèn, lọc đèn nhá, công nghệ bóng lọc bóng đèn. Red K18 quá quen thuộc các bác rồi đúng không ạ? Nhưng thâu bộ rẻ cho anh em chơi, thâu lại được. Vì sao? Vì nó không còn hộp. Đây bác chủ bác gửi ra trong cái hộp bộ mic 450 5 mã này. Đấy, thâu lại của chủ trước nhá. Mua bộ này mới đang bán 6 triệu rưỡi đấy. Bán mơ em bán rẻ một bộ xua mới thôi. Bán một bộ bằng một giảm, bộ mic xua. Bộ mic này đi sự kiện tuyệt vời luôn đúng nhá. Bộ này sự kiện này, phòng hát, gia đình tuyệt vời thì mic dày. Giá 2 triệu 6, nói chung nhìn mic là biết rồi. Review nhiều, 2 triệu 6, bán được bộ mic bãi. 2 triệu 6 nhá. Okay. Tiếp theo con trùng hú 500k. Thì 500k thì các bác mua là được kèm theo bộ dây xịn này. Bộ dây này mua 150 bộ nhá. 150 đôi này đấy. Chân nó xịn này mà. Đấy xịn luôn nhá. Nhà chủ gửi cho em thì em cho tặng các bác lại, các bác người trả lấy làm gì. Nhưng là đôi này đôi dây rất là mới, mình bán mình bán được dây này nhưng mà thôi, kỷ niệm cho bác. 500k nhá. Trùng hú XR 2.0. Thâu là các chủ này. XR 2.0. Mua đơn vị nào đây? Trung Hòa, chả biết đơn vị nào vẫn nguyên tèo, đang hoạt động bình thường. 500k nhé các bác nhé. Nhanh tay, nhanh tay. Cả dây dợ đầy đủ nhưng giá em chưa bao ship đâu. Thôi lại, giá chưa bao ship đâu, hàng lại một. Trung Hú thì phù hợp cho những bác nào ở vùng sâu, vùng xa, không có thợ đến xử lý hộ ấy. Không có thợ đến cài vang, cài veo gì hộ thì các bác lấy Trung Hú về để Trung Hú mic các bác nhé. Tiếp theo là con vang MK. MK đây và MK Acoustic mà MK 5800 này vang cơ lai số nhá. Ui con này nhiều tính năng ghê nhỉ. Bluetooth cùng quang đầy đủ nhá. 1.4 triệu nhá các bác nhá. Đóng luôn giá cho bác săn hàng này. Các bác gõ con này bác biết này, mua đang mới đang bán 3 triệu đấy. 3 triệu 3 triệu 2 ấy. Cơ lai số nhá. Cả điều khiển này. Dây này. Anh chủ gửi lên đổi được sang vang S800 này. Đầy đủ hộp luôn nhưng mà hộp bác chủ bác đây cũng gửi cho em này, dán bằng dính be bét luôn, còn đây hộp của nó đi cùng luôn nhá. Hộp của nó đi cùng thôi, dán gửi điện, dán be bét này. MK Otic này. 1.4 triệu bộ này nhá, vang cơ này số này. Tiếp theo nữa là con quản lý nguồn Lex, còn một con nữa bán nốt. Giá này bao ship luôn, hết hàng rồi. Hôm trước rất nhiều bác hỏi, hôm trước toàn bán 1.1 triệu con này. Hôm nay bán cho bác nốt này. 900 ngàn đồng bao ship Lex P12 Pro nhá. 900 ngàn đồng bao ship, 900 bạc. Dây nguồn niền bán nốt hết mã rồi, hàng mới nhá. 2, 4, 10 cổng dây nguồn niền lớn nữa nhá, tất cả chân bằng đồng. 900k P12 vào đâu bao ship khỏi nghĩ. Và tiếp theo nữa là con đẩy này, thiết bị cuối cùng ngày hôm nay nhá, hôm nay em chỉ quay được như này đâu. Rồi con đẩy mới nhá các nhá, dũng ra nhớ là tiến lên nhớ cùng nó nhớ gần ra cho anh. Hàng mới nhá, đây hàng mới. Em nẻ được 1-2 con này bán rẻ cho anh em thôi. Mới nhá, bảo hành 1 năm luôn, mới đét luôn, không một vết bụi kìa. Mới tinh em mở lắp cho và review cho anh em. Giá 5 triệu 9 này. Giá thị trường anh em bán là giá 7 triệu. 1-2 con mới tinh, không mới tinh nhá, nhập về. Quay lùi lại tí, sát. Bê nghiêng lên, nhéo xương. BVK K50 Pro nhá. Con này 4 kênh với công suất cho ra này, tầm 900W một kênh, 8-900W một kênh. Rồi, đặt xuống. Mới tinh đập hộp. Mở ruột cho anh em đi cho anh em. Nguồn đồng. Các nhìn quả nguồn đồng 23 cm, hết găng tay em luôn. Sử dụng là 16 tụ lọc nguồn các nhá. Sò là gì? Con này thì tiếng rất là sáng sạch. Đấy. Sử dụng sò 2 4 6 8 10 12 4 20 sò, 80 sò nhé, 80 sò cả bù áp, mới tinh được hộp. Em cái này em có 2 con, bán rẻ nốt cho anh em, lấy vốn về, 5 triệu 900 ngàn đồng. Nói chung nhìn này bác biết rồi, em review. Đánh nếu full đơn thì 40, full đôi 30 thoải mái. Đó nhé, súp đơn 40, súp đơn 50 thoải mái. Đây, con này, đếp này con này, 2023 được chưa? Bác nhìn thấy chưa? Đây là 2023 này.
12 tháng 4 2023 nó cắt CNC cả trên thanh nhôm luôn. Đấy có phải hàng tồn thì không nhé, hàng mới về nhưng mà em còn nẻ hai con bán rẻ lốt cho anh em chơi. Bán thợ luôn. Nên chính vì em để cuối clip này thế nên anh em có nhu cầu liên hệ em nhé, 5.900.000 đồng. Bảo hành 1 năm nhé. Hàng mới tinh cắt CNC, nó dập CNC trên này 2023 luôn nhé. Đây là hàng mới tháng 4 tháng 5. Hàng mới tinh đập hộp, anh em có nhu cầu liên hệ em nhé và xin giá trả tại bác nhé.